Những sự thật thú vị về thị trường tiền mã hóa có thể bạn chưa biết. Có thể bạn sẽ không còn sống để thấy Bitcoin cuối cùng được đào ra. Do nguyên tắc Bitcoin Halving, gần 3 triệu Bitcoin còn lại sẽ mất một thời gian rất là dài để đào hết. Trong khi 18,5 triệu Bitcoin ban đầu được đào trong vòng hơn 10 năm, thì đồng Bitcoin cuối cùng có thể tạo ra sẽ rơi vào thời điểm khoảng 100 năm nữa. Một số chuyên gia nhận định là thời điểm này sẽ vào khoảng ngày 8 tháng 10 năm 2140. Ước tính rằng 4 triệu Bitcoin đã bị mất. Bạn sẽ làm gì nếu bạn có một kho Bitcoin mà bạn không thể truy cập vì mất key, làm hỏng phần cứng hoặc là gửi nó đến một địa chỉ ví tiêu hủy hay còn gọi là burn address, tức là địa chỉ ví mà không ai có thể đụng được vào token trong đó được. Ước tính đã có khoảng hơn 4 triệu Bitcoin đã bị mất vĩnh viễn. So với tổng cung là 21 triệu Bit thì con số này chiếm đến 19%. Và tin buồn là số tiền này sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Tính ra 4 triệu Bitcoin là khoảng hơn 229 tỷ đô. NFT đắt nhất thế giới. Nghệ sĩ tiền mã hóa Bevo, tên thật là Mike Winkerman, đã bán tác phẩm Everyday's The First 5000 Days của mình với giá 69,3 triệu USD tại sàn đấu giá Christie. Đúng vậy, gần 70 triệu USD là giá trị của NFT đắt nhất hiện nay và đắt thứ 3 thế giới của một tác giả đương đại còn sống. Đặc biệt hơn nữa là tác phẩm nghệ thuật đắt giá này là tác phẩm tổng hợp hành trình sáng tạo nghệ thuật đầy ấn tượng của Bevo trong vòng 13 năm qua. Bức tranh là sự kết hợp của hàng nghìn bức ảnh khác nhau. Có ít nhất 12.630 đồng coin đang lưu hành trên thị trường. Đây là số lượng tương đối trên CoinMarketCap, chưa kể những đồng coin có mặt trên những sàn DEX hoặc là những sàn nhỏ lẻ khác. Nếu các bạn xem số liệu này trên CoinGecko thì sẽ thấp hơn một chút là 9.668 đồng coin. Tuy là có ít nhất 12.630 đồng coin đang lưu hành, nhưng mà đến khi cầm tiền trong tay thì có một sự thật phũ phàng là thường chúng ta lại chẳng biết mua con nào cả. Dogecoin, trò đùa vô hại đến dự án tỷ đô. Dogecoin là một đồng meme coin, tức là làm ra cho vui chứ không có một tầm nhìn hay là sứ mệnh lớn lao gì như Bitcoin hay là Ethereum cả. Hai nhà sáng lập Dogecoin là Billy Marcus và Jackson Palmer chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là có thể cốt xong đồng tiền này. Đặc biệt là Dogecoin nhận được niềm yêu mến từ rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là tỷ phú Elon Musk. Không biết là bao lần vị tỷ phú này đã đăng hàng loạt tweet về Doge trên Twitter của mình, khiến giá của Doge pump một cách kinh khủng khiếp. Elon Musk có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường tiền mã hóa. Vào tháng 4 năm 2019, Elon Musk đã đăng một dòng tweet Doge là đồng coin ưa thích của tôi. Nó thật là tuyệt vời. Và Musk tiếp tục đăng tweet công khai ủng hộ Dogecoin. Nhờ vậy mà Dogecoin, đồng coin yêu thích của Elon Musk đã tăng đến 121%. Bên cạnh đó thì cũng có những lần Musk ảnh hưởng tiêu cực đến Bitcoin. Cụ thể là vào tháng 5 năm 2021, là chỉ sau 2 tháng sau khi mà Tesla thông báo bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, thì Elon Musk đã quay ra tuyên bố là Tesla ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và đào Bitcoin quá tốn điện, không thân thiện với môi trường. Tuyên bố này đã làm thị trường tiền mã hóa chao đảo và giá của Bitcoin đã đâm mạnh, phải mất vài tháng sau đó mới dần ổn định và phục hồi.